Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Bậc Thầy Tâm Trí. Bậc Thầy Tâm Trí chính là bạn, bạn là Bậc Thầy Tâm Trí của chính bạn. Chúng ta gặp nhau ở đây, bạn xem được video này có nghĩa là bạn đã gửi một vài mong muốn hay yêu cầu của mình đến vũ trụ, hoặc vũ trụ muốn gửi tín hiệu cho bạn rằng đã đến lúc bạn phải thay đổi cuộc sống của bạn, thay đổi con người cũ và trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn. Tôi luôn biết ơn các bạn vì đã kết nối với kênh và tạo nên một cộng đồng Bậc Thầy Tâm Trí với những năng lượng tích cực tuyệt vời. Bất cứ ai và tôi đọc được những bình luận tích cực trên kênh đều nhận được những cảm xúc tích cực tuyệt vời. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn. Video trước là chủ đề cách nâng cao tần số rung động của chúng ta với tần số của tiền để thu hút tiền và giàu có. Bây giờ tôi sẽ tiết lộ cho bạn 10 dấu hiệu tiền và giàu có đang trên đường đến với bạn. Bạn sẽ bắt đầu thấy sự thay đổi sau khi áp dụng và thực hành những gì tôi đã chia sẻ trong video trước đó. Hãy viết lại 10 dấu hiệu dưới bình luận hoặc ghi chú lại thật chi tiết. Mục đích là để bạn nhận ra những dấu hiệu này để bạn quyết định tiếp tục suy nghĩ và hành động để tiến đến mục tiêu và mong muốn của mình. Bạn bắt đầu nhận thấy sự tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào vũ trụ kỳ diệu này để tiếp tục bước đi trên hành trình của mình. Tôi sẽ để lại video các nâng cao tần số rung động trong phần mô tả. Sau khi xem 10 dấu hiệu này, bạn hãy xem lại video đó một lần nữa và tự tư duy ra cách thu hút mọi thứ bạn mong muốn chứ không phải riêng về tiền bạc. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ những chủ đề mới nhất. Tốt nhất là bạn nên đeo tai nghe để có thể tập trung nội dung cũng như nhạc nền. Nhạc nền này có tần số rung động cao và thịnh vượng, tôi cố tình chèn vào để tạo cho bạn cảm xúc hơn khi nghe. Nếu bạn nhận thấy có dấu hiệu nào thật chính xác và thấm thía, hãy để lại bình luận để lan tỏa năng lượng tích cực cho cộng đồng Bậc Thầy Tâm Trí. Dấu hiệu thứ nhất, bạn bắt đầu tìm hiểu và tin vào luật hấp dẫn. Điều này có thể là một dấu hiệu tốt rằng sự giàu có đang đến với bạn. Đó là chính tôi, sau khi tìm hiểu về luật hấp dẫn, tin vào nó và sau đó là tiền và mọi thứ đến với tôi. Tôi cũng đã nghiên cứu về những người giàu có để mang đến cho bạn nhiều thông tin hơn. Một điều thú vị bạn sẽ tìm hiểu khi nghiên cứu về những người giàu có là họ thường nói về sức mạnh của tư duy tích cực, sức mạnh của tưởng tượng, luật hấp dẫn và vũ trụ. Vì vậy, biết cách khai thác sức mạnh của luật hấp dẫn và tin rằng nó hoạt động là một dấu hiệu quan trọng cho thấy sự giàu có đang đến với bạn. Dấu hiệu thứ hai, quan hệ xã hội trong cuộc sống bạn đang thay đổi. Nếu bạn đã cố gắng nghĩ tích cực hơn về tiền bạc, có thể đã thực hiện các phương pháp như những câu khẳng định, thực hành lòng biết ơn hoặc chỉ đơn giản là cố gắng nghĩ tích cực hơn về tiền bạc, bạn có thể bắt đầu thấy rằng những mối quan hệ trong cuộc sống của bạn đang thay đổi. Điều này có thể xảy ra theo một số cách khác nhau. Ví dụ như một nhóm bạn tan rã hoặc mọi người chuyển đi nơi khác. Bạn cũng có thể thấy có những người mới xuất hiện hoặc thêm bạn bè mới. Nếu bạn nhận thấy trong sự thay đổi này, người có ý thức tiêu cực về tiền bạc đang rời đi hoặc những người có ý thức tích cực về tiền bạc cao hơn đang xuất hiện trong cuộc sống của bạn, đó là một dấu hiệu to lớn cho thấy giàu có đang đến với bạn. Đây chính là luật hấp dẫn đang thu hút những gì bạn trở thành. Bất kỳ tần số nào bạn đang ở, bạn sẽ kết nối với những người có cùng niềm tin và tần số năng lượng đó. Một trong những tần số đó liên quan đến tiền bạc. Vì vậy, nếu bạn đã làm việc tốt để thích nghi với niềm tin và kỳ vọng tích cực hơn về việc tiền đang đến với bạn, bạn sẽ thấy môi trường của bạn và mối quan hệ xung quanh bạn thay đổi. Dấu hiệu thứ ba, bạn bắt đầu mua sắm hoặc mua những thứ bạn thấy thích và mặc kệ người khác khuyên ngăn bạn. Nếu bạn đang mua sắm mà không lo lắng, không cảm thấy áy náy về việc tiêu tiền, đó là một dấu hiệu lớn cho thấy giàu có đang đến với bạn. Dấu hiệu thứ tư, chi phí hàng tháng của bạn tăng lên. Nhiều người lo lắng về việc chi phí tăng lên, nhưng đó có thể là một dấu hiệu rất tốt cho thấy giàu có đang đến với bạn. Hãy nghĩ về điều này, những người giàu có thường có các khoản chi tiêu cao hơn. Họ sống ở những khu vực có mức sống cao hơn, những ngôi nhà của họ có giá trị cao hơn, những thứ họ mua cũng lớn hơn. Mặc dù có vẻ như khi bạn tiêu tiền, bạn đang tiêu mất nó,
nhưng thực tế là bạn sẽ thu hút thêm nó theo luật chuyển động năng lượng tôi có nói trong video trước. Luật hấp dẫn tập trung vào sự chú ý, và điều mà chúng ta chú ý sẽ phát triển, tiền bạc cũng không ngoại lệ. Tiền bạc sẽ phát triển và chảy đến nơi nó được sử dụng, được kích hoạt. Việc bạn cất tiền quá kỹ và không dám tiêu xài, không để ai thấy hoặc chạm vào có thể làm giảm sự thu hút tiền bạc. Vậy, việc chi phí tăng lên và tiêu tiền nhiều hơn có thể là một dấu hiệu lớn cho thấy sự giàu có đang đến với bạn, nhưng lưu ý đó là chi tiêu hợp lý và bạn luôn trong trạng thái vui vẻ và thích thú. Dấu hiệu thứ 5, cách bạn nhìn nhận về một số tiền. Tôi nghĩ rằng điều này có thể được tóm gọn bằng một câu chuyện cá nhân của tôi. Trước khi tôi biết gì về luật hấp dẫn và lúc còn nợ nần, tôi có đi bảo trì xe máy cho vợ tại một tiệm của người quen. Lúc đưa hóa đơn ra với gần 3 triệu đồng, thật sự tôi cảm thấy hơi giật mình, và tất nhiên là vợ tôi trả. Nhưng một năm sau tôi quay lại tiếp tục bảo trì người quen đó vì xe đi không khác gì xe mới cả. Lúc này nhận hóa đơn thì cảm giác của tôi rất bình thường và vui vẻ chi tiền, vì trước đó tôi không có tiền. Còn bây giờ thì lại thấy người quen đó bảo trì xe thật tốt và chi phí hợp lý. Đó là tôi đã thay đổi suy nghĩ về tiền và tôi luôn trong tần số rung động cao. Dấu hiệu thứ 6, bạn đang đưa ra nhiều ý tưởng và cơ hội tài chính hơn. Điều này có thể là một dấu hiệu lớn cho thấy giàu có đang đến với bạn. Những người thiếu tư duy giàu có thường rất thận trọng với tiền bạc của họ và sợ rằng họ sẽ mất nó. Trái lại, nếu bạn xem xét một số người giàu có trên hành tinh của chúng ta, có vẻ như họ luôn đưa ra những ý tưởng tài chính điên rồ như việc tạo ra một công ty để bắn một tên lửa hoặc tàu vũ trụ tới sao hỏa. Điều này có vẻ như là một rủi ro lớn. Nhưng một trong những người giàu có nhất trên hành tinh đang thực hiện nó. Tôi đã thấy điều này nhiều khi ý thức về sự giàu có của tôi đã thay đổi và mối quan hệ xung quanh của tôi cũng đã thay đổi. Những người giàu có mà tôi đã thu hút vào cuộc sống của mình, tôi thấy rằng họ là những người thích đưa ra ý tưởng điên rồ và rủi ro. Họ đầu tư vào bất động sản nhiều hơn, họ khởi nghiệp nhiều doanh nghiệp hơn, và đôi khi họ thậm chí có máu cờ bạc nhiều hơn. Họ thực hiện một số hoạt động rủi ro với tiền bạc. Điều này không phải là tôi ủng hộ việc tiêu tiền hết sạch ở sòng bạc, nhưng nếu bạn thấy mình tự nhiên muốn đưa ra nhiều rủi ro tài chính hơn, đó là một dấu hiệu tuyệt vời. Vì điều đó có nghĩa là bạn tin tưởng, bạn tin rằng dù điều gì xảy ra, tiền vẫn sẽ đến với bạn dễ dàng và nhiều hơn. Dấu hiệu thứ 7, bạn không cảm thấy ngại ngùng, nhưng cũng không khoe khoang về các thành tựu vật chất của mình. Khi người ta thiếu tư duy giàu có, thường thấy một trong hai điều này. Hoặc họ ngại ngùng về thành công tài chính của họ và cố gắng giảm đi nó vì họ không muốn làm tổn thương mọi người xung quanh. Hoặc họ tỏ ra khoe khoang và thái độ tự kiêu về nó, vì họ muốn ấn tượng với mọi người xung quanh họ. Bất kể cách nào đi nữa, đó đều là biểu hiện cho thấy bạn cảm thấy không thoải mái với sự thành công tài chính. Vì vậy, nếu bạn thấy mình có thể thoải mái về tài sản vật chất của mình, bạn không cảm thấy ngại ngùng khi mua một chiếc xe mới, mặc những bộ quần áo đẹp, nhưng bạn cũng không tỏ ra khoe khoang trước mặt người khác. Đó là một dấu hiệu lớn rằng bạn đang rung động tần số ứng với sự giàu có. Nó là điều bình thường đối với bạn, không phải là một vấn đề lớn, và bạn tiếp tục thu hút chúng vào cuộc sống của bạn. Dấu hiệu thứ 8 là bạn thích thú thực sự trong cuộc trò chuyện về tiền hoặc những chương trình liên quan đến tiền. Những người không thu hút sự giàu có, lý do duy nhất khiến họ nghèo là do nỗi sợ. Có nỗi sợ liên quan đến tiền bạc hoặc quá khứ ám ảnh. Vì vậy, nếu họ tham gia vào cuộc trò chuyện mà mọi người đang nói về tiền, họ có thể bắt đầu cảm thấy rất không thoải mái. Ngoài ra, họ có thể cảm thấy rất không thoải mái nếu họ xem các chương trình truyền hình hoặc video về việc có nhiều tiền. Nhưng nếu bạn thực sự thích thú trong việc lắng nghe cuộc trò chuyện về tiền, hoặc học về tiền, xem các chương trình truyền hình về tiền, đó là một dấu hiệu lớn rằng bạn có sự thích thú hoặc quan điểm tích cực với chủ đề tiền bạc. Điều này là một dấu hiệu tốt rằng bạn đã loại bỏ nhiều nỗi sợ xung quanh nó, khiến bạn trở thành một người phù hợp hơn với giàu có. Vì vậy, nếu bạn thích trò chuyện về tiền bạc, lắng nghe về tiền bạc, xem các chương trình truyền hình về tiền bạc, đó là một dấu hiệu lớn rằng giàu có đang đến với bạn. Dấu hiệu thứ 9,
bạn không quan tâm đến tiền bạc, nhưng không có nghĩa là bạn không nghĩ đến nó hoặc bạn không muốn nó. Nhưng bạn không quan tâm đến việc tiền từ đâu đến. Điều này có thể thể hiện qua nhiều cách khác nhau. Ví dụ, nếu có một biến động trong công ty bạn, có thể họ đang nói về việc cắt giảm nhân sự hoặc mọi người lo lắng về việc bị sa thải. Bạn có thể thấy rằng mọi người khác đang rất căng thẳng về điều đó, nhưng bạn không lo lắng. Bạn biết rằng bạn sẽ ổn và mọi thứ sẽ ổn thôi, và ngay cả nếu công việc biến mất, điều gì đó khác tốt hơn sẽ đến. Nếu bạn có cảm giác như vậy, mọi việc đều có cách giải quyết thì đó là một dấu hiệu tốt rằng bạn là một người thu hút sự thành công và giàu có vì bạn có tư duy tích cực. Dấu hiệu thứ 10, bạn bắt đầu thấy rằng có nhiều nguồn thu nhập. Nếu bạn bắt đầu thấy nhiều nguồn thu nhập, đó là một dấu hiệu lớn rằng bạn đang bắt đầu giàu có. Nếu bạn nhìn vào những người giàu có, bạn sẽ thấy rằng họ thường có nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Họ không chỉ có một công việc, có thể họ có 10 công ty khác nhau và nhiều tài sản cho thuê khác nhau. Họ có cổ phần từ một nơi và lợi nhuận từ nơi khác. Vì vậy, nếu bạn bắt đầu thấy tiền đến từ nhiều nguồn khác nhau, đó là một dấu hiệu lớn rằng giàu có đang đến với bạn. Điều này không nhất thiết phải bắt đầu từ việc lập 10 công ty khác nhau, nó có thể đơn giản là bạn bắt đầu thấy mình nhận được nhiều cơ hội giảm giá trong mua sắm chẳng hạn. Lãi suất cao hơn từ tài khoản của bạn, có thể bạn thấy nhặt được tiền trên đường, nhưng bằng cách nào đó, tiền bắt đầu đến với bạn nhiều hơn từ nhiều nguồn khác nhau. Nếu bạn thấy video này bổ ích hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ nó cho những người mà bạn yêu thương nhất. Nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ video nào từ Bậc Thầy Tâm Trí. Tôi chúc mừng bạn thành công và thịnh vượng và đừng quên lan tỏa năng lượng tích cực cùng cộng đồng.